sau khi chia tay, nó là một giai đoạn rất là nhạy cảm. Sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của các bạn lúc này nó rất là yếu luôn. Và những cái lúc đó, bạn rất là dễ bị kéo vào những cái điều tiêu cực nếu bạn không cẩn thận. Chào các bạn, lại là My đây. Đây là clip mà My sẽ giúp các bạn quay lại với người yêu cũ, nếu đây là điều các bạn muốn. Lý do My làm ra chủ đề này là vì My thấy có quá nhiều bạn đến với My và các bạn đặt ra câu hỏi: làm sao để mình kéo anh ta quay về đây? Có cách nào để mình giữ lại người yêu cũ không? Mình chưa có muốn chuyện tình này nó kết thúc, vân vân. Nói chung là đi theo cái hướng muốn tiếp tục mối quan hệ. Và My nhận ra khi các bạn nữ đặt ra câu hỏi này thì cho dù lời khuyên các bạn nhận nó là như thế nào đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ làm theo điều bạn muốn, đó là tìm cách quay lại với anh ta. Bởi vì đơn giản, khi bạn đủ sức ra đi thì câu hỏi này đã không xuất hiện rồi các bạn. Clip này mới làm ra là muốn hướng đến cái mục đích lớn hơn, là giúp các bạn nữ biết mình cần làm gì để hồi phục sau chia tay, để cho dù bạn có muốn quay lại với người yêu cũ hay không thì bạn cũng sẽ vượt qua cái nỗi đau trong giai đoạn này. Còn người yêu cũ quay lại với bạn thì đó chỉ là kết quả sẽ đến nếu như anh ta còn tình cảm với mình mà thôi. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là mình đừng gặp những người mới và tiệc tùng khi cảm xúc của mình đang tệ. My thấy có nhiều người khuyên chúng ta là ok, bây giờ mình chia tay rồi thì mình tự do, mình hãy YOLO đi. My đã chứng kiến có nhiều trường hợp sau chia tay, các bạn chọn cái cách hồi phục đó là tìm người khác để mình quen, nói chuyện với người khác để mình đỡ chán, rồi thậm chí là mình sa vào những cái mối tình một đêm. Và My thấy cái cách hồi phục này có vẻ như nó không đúng. Lý do vì sao My thấy cách này nó có vấn đề là vì khi các bạn cố gắng gặp gỡ người nào đó để lấp đi người yêu cũ của mình thì bạn sẽ bắt đầu so sánh người đó với người mà bạn còn yêu. Cũng như cái cảm nhận lúc này của bạn nó sẽ không có đúng, bởi vì bạn không thể so sánh tình cảm của mình dành cho một người mới gặp so với lại cái người mà bạn đã mất cả năm trời để mình xây dựng tình cảm. Nó sẽ khác chứ. Và rồi bạn sẽ cảm thấy chán nản trong những cuộc gặp đó, vì càng đi gặp người ta bạn chỉ càng nhớ người yêu cũ hơn mà thôi. Rồi tiếp theo là có những bạn lại chọn cách, ta nói mình đi tiệc tùng, mình đi bar, mình đi chơi thâu đêm suốt sáng, mình đi nhậu. Và điều này nó không có sai, bởi vì thay đổi môi trường nó sẽ giúp các bạn vui vẻ hơn. Nhưng mình muốn nói rằng bạn hãy làm những điều đó khi bạn đang ở trong cái tinh thần tốt nhất, chứ không phải đang ở trong tâm trạng tồi tệ nhất. Vì nếu không, bạn sẽ chỉ càng cảm thấy cô đơn khi những điều đó kết thúc mà thôi. Bạn nên đến những nơi yên ắng, nhẹ nhàng, có năng lượng ấm áp. Bạn sẽ thấy cái cảm xúc của mình nó thăng bằng hơn. Nói tóm lại là cho dù bạn chọn cách gặp người mới hay đi bo, đi chơi để mà hồi phục đó, thì bạn cũng không nên làm nó trong lúc mình đang thảm. Bởi vì tất cả những điều đó chỉ làm bạn rơi vào cái vòng xoáy đi xuống. Và tất nhiên là My không nói như vậy để My phán xét điều các bạn làm, mà chỉ cho các bạn biết rằng bạn có thể chọn làm nó vào lúc khác. Và điều thứ hai My muốn chia sẻ với các bạn đó là bạn đừng ra ngoài sau 10 giờ đêm. Vì sao My lại nói như vậy? Các bạn cứ để ý đi, có phải là thường sau 10-11 giờ đêm đó, nói chung là sau cái giờ giới nghiêm đó, thì có phải là các bạn sẽ, những cái người các bạn gặp cũng là những người đang ở trong tình trạng không ổn hay không? Có thể chính những người đó cũng đang buồn cái gì đó, rồi người ta rủ bạn đi nhậu, các bạn cũng đang buồn buồn quải quải, rồi bạn sáp vô đi nhậu luôn. Và trong những cái cuộc nói chuyện đó, thường nó sẽ không có mấy tích cực, nó sẽ mang cái màu sắc của sự buồn bã, ta nói thù đời, mất niềm tin cuộc sống, không tin vào đàn ông. Trong khi bạn đừng quên là khi bạn đang còn yêu một người, bạn sẽ cho rằng người đó, ta nói là cái luồng sáng của cuộc đời mình. Và khi bạn tiếp xúc với những người bạn mà không mấy tích cực á, nó sẽ làm cho bạn càng thấy rằng ở bên cạnh người yêu cũ, cuộc sống của mình nó mới tốt đẹp được. Chưa kể sáng hôm sau các bạn dậy, các bạn sẽ rất là mệt, tại vì hôm qua mình mới uống rượu uống bia xong, nhìn xung quanh thì chẳng có ai bên cạnh hết trơn, nó cứ trống vắng kiểu gì đó, thức dậy không biết làm cái gì. Những điều đó sẽ làm cho cái sức khỏe tinh thần của bạn ngày càng đi xuống. Vì vậy bạn phải thật cẩn thận với những người mình gặp trong giai đoạn này. Bạn đừng đưa mình vào những môi trường hay những thời điểm mà người khác cũng đang ở trong tình trạng tồi tệ. Vậy thì chốt lại vấn đề, sau khi chia tay người yêu cũ, để hồi phục lại bạn cần phải tránh hai việc này. Thứ nhất là bạn đừng gặp những người mới và tiệc tùng khi cảm xúc của mình đang tệ. Thứ hai là bạn đừng ra ngoài sau 10-11 giờ đêm. Vậy thì chúng ta cần làm gì? Mình nghĩ rằng sau khi chia tay, nó là một giai đoạn rất là nhạy cảm. Sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của các bạn lúc này nó rất là yếu luôn. Và những cái lúc đó, bạn rất là dễ bị kéo vào những cái điều tiêu cực nếu bạn không cẩn thận. Vậy thì cái chia sẻ của mình muốn gửi đến các bạn
đó là bạn hãy hướng tới những điều lành mạnh. Tức là mình hướng tới những điều khiến bạn cảm thấy tốt hơn, không chỉ về bản thân của mình mà còn về thế giới mà mình đang nhìn thấy. Nếu ra ngoài, bạn hãy đi ra ngoài vào ban ngày, làm điều gì đó mà nó cho bạn thấy rằng cuộc sống này vẫn có rất là nhiều người tốt, nhiều người tử tế, và dành thời gian cho những người bạn có cái quan điểm tích cực về cuộc sống. Đừng để mình bị cám dỗ trong những cái cuộc vui nó rất là ngắn hạn với những người tiêu cực. Những điều đó sẽ làm bạn nhận định méo mó về cuộc sống từ từ mà bạn không có nhận ra luôn. Không đánh mất cuộc sống của mình là bài học mà tất cả chúng ta cần phải học vào thời điểm mà ai đó đã ra đi. Giờ mới nghĩ rằng cái cách để lấy lại được một ai đó chính là chúng ta phải giành lại được cuộc sống của mình. Khi bạn có cuộc sống của mình không thèm khát, mình không theo đuổi người đàn ông, thì người yêu bạn sẽ tự biết họ cần phải làm gì. Còn người không yêu bạn thì bạn sẽ không cho đó là nỗi đau. My mong rằng những chia sẻ này của My sẽ góp phần nào giúp các bạn hồi phục lại được sau chia tay. Và nếu như nó giúp bạn thật thì bạn có thể quay trở lại clip này và nói cho My biết ha. Và đừng quên là nếu như những chia sẻ này của My xứng đáng để nhận được sự chú ý từ bạn thì cùng nhấn vào nút theo dõi My để nhìn thấy My trong những nội dung tiếp theo. Cũng như bạn có thể tag bạn bè mình vào video này nếu bạn thấy hình bóng của họ trong đây nhé. Và mình là anh My.